Lisa, thành viên của nhóm Blackpink, và người thân của cô đang phải đối mặt với sự chỉ trích và bình luận tiêu cực. Những lời chỉ trích đổ dồn vào việc Lisa ngày càng diện trang phục biểu diễn gợi cảm hơn và quyết định biểu diễn tại một câu lạc bộ thoát y nổi tiếng ở Pháp. Ngoài ra, cô còn phải đối mặt với sự chỉ trích vì là thành viên duy nhất của Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment, gây lo ngại về tương lai của nhóm nhạc. Lisa trở thành tâm điểm tranh cãi khi được mời biểu diễn tại quán rượu Crazy Horse Paris trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 9. Crazy Horse Paris nổi tiếng từ năm 1951 và đã đón tiếp nhiều vũ nữ thoát y nổi tiếng. Ngoài ra, quán cũng từng tổ chức các buổi biểu diễn cho nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Beyoncé, Christina Aguilera và Cher. Vé xem buổi biểu diễn của Lisa tại Crazy Horse Paris được bán với giá 250 euro, gần 6,5 triệu đồng, qua trang web chính thức, với giới hạn 10 vé cho mỗi giao dịch. Lisa trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y nổi tiếng của Pháp, đánh dấu sự phát triển trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, quyết định này cũng đã gây tranh cãi và lo ngại từ một số khán giả, người cho rằng việc biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y có thể ảnh hưởng đến hình tượng của Lisa và nhóm Blackpink. Lisa, thành viên của nhóm Blackpink, và người thân của cô đang phải đối mặt với sự chỉ trích và bình luận tiêu cực. Những lời chỉ trích đổ dồn vào việc Lisa ngày càng diện trang phục biểu diễn gợi cảm hơn và quyết định biểu diễn tại một câu lạc bộ thoát y nổi tiếng ở Pháp. Ngoài ra, cô còn phải đối mặt với sự chỉ trích vì là thành viên duy nhất của Blackpink không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment, gây lo ngại về tương lai của nhóm nhạc. Lisa trở thành tâm điểm tranh cãi khi được mời biểu diễn tại quán rượu Crazy Horse Paris trong các ngày 28, 29 và 30 tháng 9. Crazy Horse Paris nổi tiếng từ năm 1951 và đã đón tiếp nhiều vũ nữ thoát y nổi tiếng. Ngoài ra, quán cũng từng tổ chức các buổi biểu diễn cho nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới như Beyoncé, Christina Aguilera và Cher. Vé xem buổi biểu diễn của Lisa tại Crazy Horse Paris được bán với giá 250 euro, gần 6,5 triệu đồng, qua trang web chính thức, với giới hạn 10 vé cho mỗi giao dịch. Lisa trở thành nữ nghệ sĩ K-pop đầu tiên biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y nổi tiếng của Pháp, đánh dấu sự phát triển trong sự nghiệp của cô. Tuy nhiên, quyết định này cũng đã gây tranh cãi và lo ngại từ một số khán giả, người cho rằng việc biểu diễn tại câu lạc bộ thoát y có thể ảnh hưởng đến hình tượng của Lisa và nhóm Blackpink.